Nay sẽ là denim wash của Jan Art nha. Ai mà mê mấy cái thứ lông lông mịn mịn thì sẽ thích em này lắm, giống như tôi vậy nè. Vừa nhận được em nó là không kìm lòng được phải rút ruột em nó ra móc liền, nên là cái cục nó ọp ẹp vậy á. Trời ơi, móc cái cảm giác nó rất là mềm, rất là mịn luôn. Vừa móc mà vừa rờ rờ rờ. Vì là hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ nên giá em hơi đắt một tí. 50 lá được có 50 gram hả? Chút xíu xíu à. Và em này thì có thể giữ ấm được nhé mọi người. Tôi thấy trên web của Jan Art đó không có còn cái em này nữa, hình như người ta ngưng sản xuất rồi hay sao á. Tôi cũng muốn mua để sưu tập lại. Bạn nào mà muốn trải nghiệm thử thì nhanh tay lên nha, chứ không là mai mốt khó kiếm chỗ mua lắm á.